Trong tập trước, các thí sinh The Micro đã rời không gian đào tạo quen thuộc tại văn phòng để trở thành những phóng viên hiện trường. Những phóng sự đầu đời đã được hình thành. Bên cạnh niềm vui còn là những kỷ niệm trong quá trình làm việc nhóm. Quá trình đào tạo tiếp theo sẽ là trải nghiệm được mong chờ bậc nhất, đó là dẫn bản tin Newsroom. Và rõ ràng thì đây là một điều hết sức cần thiết khi ngoại hạng Anh đang ngày càng tới gần. Chất lượng hơn số lượng, có lẽ đó chính là bài học tiếp theo mà huấn luyện viên Pep Guardiola muốn dành tặng cho người trợ lý cũ của mình. Như quý vị có thể thấy thì không chỉ riêng Man United mà các câu lạc bộ khác cũng đang chi rất mạnh tay để củng cố cho hàng phòng ngự của mình trước thềm mùa giải mới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình The Micro, chương trình tìm kiếm tài năng nữ MC thể thao. Sau trải nghiệm vô cùng đáng nhớ tuần trước, chúng ta có thể thấy rằng 11 cô gái của chúng ta có 11 màu sắc khác nhau, tài năng và tố chất cũng khác nhau. Họ chỉ có chung một điểm yếu, đó chính là kinh nghiệm trong nghề truyền hình. Kinh nghiệm thì là không phải thứ tự nhiên mà có, đó là cả một quá trình rèn luyện để thu về những kiến thức theo năm tháng. Đối với các thí sinh của The Micro, quá trình ấy đã phần nào được rút ngắn bởi một buổi chia sẻ đầy quý báu. Hôm nay họ sẽ không cần tới giấy bút, không cần phải ghi chép gì cả, nhưng họ vẫn có thể ghim chặt vào tâm trí của mình những bài học thực sự hữu ích. Người đầu tiên sẽ truyền cảm hứng cho các thí sinh là MC Thu Hoài. Thu Hoài từng bén duyên với con đường nghệ thuật, từng giành ngôi quán quân game show Trời Sinh Một Cặp với giọng hát nội lực. Trong vai trò của một MC tại truyền hình K+, Thu Hoài được biết đến như một fan cứng của Man City, đội bóng xuất sắc nhất nước Anh trong hơn một thập kỷ vừa qua. Quãng thời gian vinh quang của nửa xanh thành Manchester cũng là lúc Thu Hoài gây ấn tượng với khán giả K+ bằng phong cách cá tính, sắc sảo, luôn biết cách tung hứng và tạo nên những góc nhìn đa chiều trong các chương trình mà mình đảm nhận. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, cộng với những trải nghiệm đa dạng trong lĩnh vực truyền thông, MC Thu Hoài sẽ mang đến những chia sẻ thú vị và cũng rất bổ ích cho các ứng viên của The Micro. Từ xưa đến nay chưa bao giờ chị nghĩ chị có khả năng làm MC, chị không nghĩ chị có khả năng ăn nói và có thể trở thành một MC. Và chính xác để mà trở thành MC là chị đi lên từ con số 0. Những câu chuyện thực tế từ trải nghiệm cá nhân đã giúp MC Thu Hoài gợi mở sự tò mò của các thí sinh The Micro với tính chất của một buổi chia sẻ đúng nghĩa hơn là đào tạo. Các thí sinh đã có dịp đặt ra nhiều câu hỏi nhất có thể với MC Thu Hoài và nhận về những câu trả lời thực tế gần gũi với con đường mà chính nhiều bạn đang trải qua. Chị bắt đầu với truyền hình là chị tham gia một cuộc thi diễn xuất cũng giống như bọn em này. Sau đó thì con đường của chị thì nó hơi khác một tí xíu, sau đó chị lại vào ngân hàng, chị làm việc. May là ở trong cái ngân hàng đó thì chị được lựa chọn là MC của hệ thống ngân hàng và chị bắt đầu với cái công việc MC. Khi đó thì chị mường tượng là chị nghĩ ra là MC chắc là cũng dễ thôi, bởi vì mình cũng đang làm mà, mình cũng chỉ đọc Q như thế này. Và chị đã rất là mạnh dạn ứng tuyển vào truyền hình K+ là bởi vì lý do đó. Nhưng mà sau khi mà chị vào cái ngày đầu tiên nhá, chị bị ngợp luôn, vỡ mộng ngay lập tức luôn, bởi vì không hề có một chiếc Q nào ở đây cả. Thì chị cũng không phải một người dễ bỏ cuộc. Chị xin cho mình thêm cơ hội và mình muốn là được xem mọi người làm như thế nào. Trải nghiệm của Thu Hoài với công việc MC thể thao bắt đầu những bài học cơ bản nhất, và cùng với đó cũng là không ít những trải nghiệm nhớ đời. Những câu chuyện giờ đây trở thành tư liệu quý giá để chia sẻ với các thí sinh The Micro. Cái đầu tiên mà chị hướng đến là ít nhất là mình không sai đã. Chị dành thời gian để chị đọc thông tin về cái đội bóng mà chị yêu thích trước đã nhá. Chị đi theo Man City đúng không? Chị sẽ dành thời gian đọc về Man City đã. Rồi sau đó chị nắm được rồi, chị đọc sang đến Big Six đi. Làm thế nào để nâng cấp kiến thức về đội bóng đó đúng không? Em có thể là tìm kiếm một cái quyển tự truyện nào đó của một cái người mà đang gắn bó với cái câu lạc bộ đó chẳng hạn. Em đọc những cái câu chuyện của người ta, chị nghĩ là nó cũng có thể là ngấm vào mình nhiều hơn. Lúc đầu là chị hơi bị là thời sự quá. Mình lên talk show là mình kiểu kính thưa, kính gửi nọ. Nhưng mà sau đấy thì các anh cũng góp ý với chị nhiều là ở những cái talk show như thế này thì mình, cái mà mang đến cho khán giả là cái sự vui vẻ. Bọn em cũng sẽ thấy là cái trang phục của nữ MC thể thao nó cũng sẽ phóng khoáng hơn, nó thoáng hơn. Bình thường khi mà chị dẫn bản tin, chị sẽ hay có thói quen đoạn nào mà chị không dẫn, chị đứng xôi chân đất cho đỡ đau chân. Hôm đấy là cái máy cận của cái người dẫn chung với chị nó bị hỏng,
Thế là chỉ có dùng cảnh toàn thôi, mình cũng thế là chị lên sóng trong tình trạng chị đi chân đất và đôi giày của chị ở bên cạnh luôn. Thế là từ sau đấy chị không bao giờ chị dám là kể cả là hình cũng không bấm đến chị, và tin này chị không dẫn, chị cũng không dám bỏ ra đi chân đất luôn. Những trải nghiệm đó của MC Thu Hoài cũng được minh họa trực quan bằng thực tế đã từng diễn ra trong các buổi trực tiếp, vừa tạo nên những giây phút thú vị nhưng cũng là bài học quý giá với các thí sinh The Micro. Hiện đã 10 ngày, tròn 10 ngày rồi, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn chưa thể được tận hưởng niềm vui chiến thắng kể từ sau hai trận hòa liên tiếp trước Crystal Palace và Twente, và chính điều đó rất có thể họ sẽ cần sự cuồng nhiệt tối đa ngay trên sân nhà Old Trafford vào tối ngày hôm nay để có thể giành được chiến thắng trước một đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp cho một tấm vé tham dự Champions League, đó chính là Tottenham Hotspur. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Super Sunday và đồng hành cùng với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được giới thiệu huấn luyện viên Như Thuần, huấn luyện viên Minh Đức và một vị khách mời đặc biệt lần đầu tiên có mặt ở trên Super Sunday của chúng tôi ngày hôm nay, nhà báo Lại Bắc Hải Đăng. Vâng, anh Hải Đăng, tôi đã biết là anh yêu thích câu lạc bộ nào rồi. Anh Đăng, một cổ động viên rất là yêu mến Man United, anh có thể đoán được rằng sau hai trận đấu gần nhất ấy, thì Man United họ đã tạo ra được bao nhiêu cơ hội ghi bàn và ghi được mấy bàn không ạ? Đó không phải là một buổi học mà quá thuần nhiều về kiến thức, nhưng mà những cái chia sẻ của chị Hoài trong buổi sáng ngày hôm nay nó làm cho bọn em cảm giác là vỡ lẽ ra được rất nhiều điều, nhưng mà tâm thế thì cực kỳ thoải mái và dễ chịu, giống như là một người chị vậy ạ. Em cảm thấy là chị ấy cho em cái cảm giác đấy là như chị nói thôi, biến áp lực thành động lực, cho em thành có một niềm tin đấy là thời điểm hiện tại có thể em không làm được, nhưng mà nếu mà chăm chỉ học hỏi rèn luyện thì vẫn có thể đạt được những thứ mà mình nghĩ là mình không làm được. Chắc là mình sẽ ấn tượng bởi những cái mà nỗ lực của chị thời điểm đầu khi mà chị bắt đầu cái hành trình này, thì chị đã phải cố gắng như thế nào để có thể trở thành một cái người có kiến thức về thể thao và có thể dẫn dắt ở trên sóng truyền hình. Em nghĩ là câu trả lời của em, nghĩ là chị Hoài cho em một cái cách để mà mình có thể tiếp cận được bóng đá rất là đặc biệt, đấy là bằng cách là mình có thể tìm những cuốn tự truyện này hay là những cái thước phim về các cầu thủ. Thì em nghĩ đấy là một cái lối để mà mình tiếp cận bóng đá rất là đặc biệt và có thể cho em nhiều kiến thức mà không phải là ở đâu em cũng có thể lấy được. Vẫn với phong cách gần gũi, nhưng MC Tú Linh lại mang đến cho các thí sinh The Micro một trải nghiệm hoàn toàn mới trong buổi chia sẻ về kinh nghiệm dẫn talk show, một phong cách đầy sự trẻ trung và năng lượng. Đầu tiên thì để cho không khí thoải mái hơn một chút, chị mời tất cả các em đứng dậy nhé. 1, 2, 3, xin chào các cậu. Rồi, xin cảm ơn tất cả các em. Năng lượng luôn là điểm nhấn trong các chương trình mà Tú Linh đóng vai trò dẫn dắt. Và bí quyết quan trọng nhất cũng được Tú Linh chỉ ra cho các thí sinh The Micro. Nhưng làm như thế nào để control được cái cảm xúc, kiểm soát được cái cảm xúc mà mang lại tới cái thông tin thì bọn ạ? Cái sự tự tin thì đối với chị nghĩ là mình sẽ phải có được sự chuẩn bị tốt nhất cho một cái câu chào đầu. Mình tự tin với những cái gì mình sắp nói ra, và sau đó mình refresh, relax cái cảm xúc của mình để ngay từ cái câu chào đầu đầu tiên. Xin chào quý vị và các bạn. Sau hơn 2 tháng tạm nghỉ để nhường chỗ cho các giải đấu hấp dẫn ở cấp khu vực, thì chúng ta sẽ quay trở lại với giải Ngoại hạng Anh, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chào mừng quý vị và các bạn đã tới với mùa giải 2024-2025 giải Ngoại hạng Anh. Ví dụ là như thế, chẳng hạn một cái câu chào đầu rất là đơn giản, không cần phải quá là khó, nhưng cái năng lượng mà các em mang tới trong cái câu chào đầu đấy, cái tinh thần mà các em mang tới trong cái câu chào đấy, nó mới là cái điều quan trọng. Bây giờ tay chân mình thoải mái ra như thế này, xem mọi người có làm được thoải mái được, hay là mọi người như thế này. Bây giờ từ cái cử chỉ của chân tay, mọi người có làm được như thế này không? Hay là mọi người khi mà chị nói mọi người làm, mọi người sẽ làm như thế này? Bọn em có như thế này không? Cầm cái folder để dẫn bản tin. Nào cầm như này. Cầm như này. Sao cầm như này? Như này. Đây, cầm như này, như này, cầm như này. Nguồn năng lượng đó cũng được thể hiện ngay lập tức trong không khí của buổi chia sẻ, trong nụ cười thoải mái của từng thí sinh và trong cả sự tự tin mà những MC tương lai thể hiện với thử thách chào đầu chương trình khai cuộc Ngoại hạng Anh. Vâng, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi để nhường chỗ cho các giải đấu quốc gia, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình khai cuộc mùa giải mới.
Hoàng Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một mùa giải mới thật đầy hứa hẹn. Hãy cùng nhau đón chờ những trận cầu kịch đỉnh cao và những bất ngờ đang chờ phía trước. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào mừng những vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, MC Tú Linh và diễn viên Hải Thanh. Nhưng để tạo nên phong cách giàu nhiệt huyết như thế trên sóng, Tú Linh cũng đã trải qua rất nhiều rào cản của bản thân. Những câu chuyện, trải nghiệm của cá nhân Tú Linh cũng đã mang đến rất nhiều động lực cho các thí sinh The Micro. Thực ra cái giọng của chị nó không tốt nhất. Bởi vì giọng của chị rất là mỏng. Nói ngày xưa mới vào dẫn giọng rất là chua. Và còn dài lưỡi nữa. Mình có những cái điểm hạn chế như thế khi bắt đầu cái công việc làm MC. Đó là điều bọn em bắt buộc phải sửa. Thế nhưng đấy là một cái chia sẻ mà bản thân chị đã trải qua rồi. Và chị chia sẻ với mọi người là mình sẽ phải sửa nó như thế nào và cách mình sửa như thế nào. Bản thân chúng ta phải là người có cái tinh thần tích cực với bản thân chúng ta đã. Chúng ta phải cảm thấy thoải mái cái đã. Chúng ta phải cảm thấy tự tin cái đã. Thì sau đấy chúng ta mới truyền được cái năng lượng tự tin, cái năng lượng thoải mái đấy tới cho những cái khách mời và cho cái show. Chị Tú Linh đã mang đến cho bọn em một cái năng lượng hoàn toàn mới á. Tức là chị đã cổ vũ động viên bọn em là phải thoải mái hơn. Và em nghĩ rằng là cái kỹ năng quan trọng nhất của một MC khi mà diễn talk show là, tức là mình sẽ phải có năng lượng và mình sẽ phải có sự thoải mái. Mình sẽ phải gọi là kiểu kích thích tinh thần của những khách mời tham gia chương trình ạ. Chị Linh thực sự là một người có rất nhiều kinh nghiệm và truyền tải cho bọn em rất nhiều những cái kiến thức ở thực tế, và em nghĩ rằng là điều đó thì cũng sẽ rút ngắn được quá trình cải thiện bản thân của bọn em hơn nhiều ạ. Talk show sẽ đòi hỏi ở mình nhiều cái sự kết nối, tương tác và giao đãi hơn. Thế nên em nghĩ rằng là cái cá tính của mình cũng sẽ được bộc lộ rõ nhất khi mà mình trở thành host của một chương trình talk show ạ. Em nghĩ là ở talk show thì mình có thể thể hiện được bản thân mình khá là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là cũng cần phải có thêm thời gian cho bản thân em để em có thể thoải mái khi mà em dẫn talk show. Cái body language hôm nay chị Linh chị nói thì em cũng để ý, em chỉ có khép tay vào như này, tức là những thứ nó rất là formal. Nhưng mà ngày hôm nay chắc em sẽ suy nghĩ đến việc luyện tập về việc mở cái body language của mình. Vẫn là những buổi sáng thường nhật của các thí sinh The Micro, nhưng đây có lẽ là buổi sáng bình yên nhất và đáng mong chờ nhất của họ tại vòng đào tạo. Tạm gác lại căng thẳng của cuộc thi, các cô gái này đã được tham quan khu vực trường quay và chứng kiến quy trình sản xuất một bản tin. Trong tương lai, đây sẽ là nơi làm việc của những thí sinh xuất sắc nhất The Micro. Nhưng trước đó, cũng sẽ là nơi họ thể hiện mình với ban giám khảo, với tất cả những gì đã học hỏi được trong một tháng qua. Một buổi trải nghiệm đã phần nào giúp các thí sinh có được hình dung về vai trò của một MC bản tin thể thao. Giờ là lúc họ sẽ được đào tạo và chia sẻ những quy tắc và quy trình cần thiết để thực hiện công việc này với sự hướng dẫn của MC Việt Phương, một gương mặt đã quá quen thuộc với các khán giả trên sóng K cộng. MC thì mọi người cũng biết là viết tắt của Master of Ceremony đúng không? Hay là MC, hay chúng ta vẫn gọi là host. Đại khái là chúng ta như một người chủ nhà và chúng ta đứng đó, chúng ta giới thiệu với cái căn nhà của mình nó ra làm sao. Chúng ta tiếp đón những cái người khách mời là các khán giả hay là các vị khách ở trên show như thế nào thì đấy hoàn toàn là do chúng ta quyết định. Mà một trong những cái thứ quan trọng nhất mà khi mà chúng ta bắt đầu một chương trình bản tin đấy chính là cái lời chào đầu. Mà cái ấn tượng đầu tiên là cái ấn tượng mà bọn em sẽ không bao giờ có thể có cơ hội lần thứ hai. Mình thấy rằng là cái buổi ngày hôm nay ấy, giúp cho bọn mình hình dung rất là rõ là khi lên hình nó sẽ như thế nào. Em nghĩ thứ nhất đấy là phải đảm bảo việc an toàn sóng. Dù có bất kỳ sự việc gì xảy ra chăng nữa thì luôn luôn phải giữ được cái sự bình tĩnh. Em ấn tượng nhất với lời góp ý của anh Phương ạ. Khi mà em có hỏi về cái cách để mà làm bản tin sao cho nó ấn tượng thì anh ấy có nói là mình sẽ nên lồng cái cảm xúc của mình vào trong mỗi cái lời dẫn để cho khán giả có thể thấy được cái cảm xúc của mình trong đó và người ta có thể đồng cảm được với mình ạ. Các thí sinh sẽ được học những kiến thức cơ bản nhất, thiết thực nhất, đủ để họ có cho mình một phần dẫn thử trước khi bước vào phần thử thách cuối cùng của vòng đào tạo. Đó là bước vào trường quay K cộng và thể hiện mình với vai trò của một MC thể thao. Chào
Chào mừng quý vị đang đến với bản tin Newsroom của truyền hình K Cộng. Một mùa giải mà cuộc đua vô địch đã phải chờ đợi đến những vòng đấu cuối cùng mới có thể được định đoạt. Bởi vậy nên từng hạng mục danh hiệu cũng đã có sự cạnh tranh rất gắt gao. Song có lẽ không quá bất ngờ khi mà một ngôi sao hàng đầu tại Manchester City đã nhận được sự công nhận cao quý nhất. Trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích cơ hội vô địch League Cup của John Ram ngay trong mùa giải đầu tiên khi đầu quân cho hệ thống này. Nhưng những nhân tố mới xuất hiện trong hàng ngũ của hai ông lớn Man City và Man United mới đang là những điều được quan tâm nhất. Và đó cũng chính là lời chào tạm biệt của bản tin ngày hôm nay. Một lần nữa xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đa số mọi người, nếu mà chú ý đến em thì mọi người sẽ có thể cảm thấy được đấy là Ngọc Diệp hôm nay đỡ run hơn mọi ngày. Sau lần đầu tiên thì bọn em được các anh chị góp ý rất là nhiều về phong thái dẫn cũng như là cách để mà có thể nhớ cue này, cũng như là có thể dẫn một cách tự nhiên nhất. Đọc bản tin, ban đầu em nghĩ nó sẽ là một nhiệm vụ dễ thôi, chứ nó cũng không có cái gì mà để mình chia sẻ hay nói quá nhiều. Nhưng mà khi em thực sự em được làm bản tin và em đọc bản tin, thứ nhất là đọc bản tin của người khác và cái thứ hai là đọc bản tin của mình, thì em mới phát hiện ra là mình có rất nhiều lỗi trong cái việc phát âm. Và em nghĩ là đến các hôm sau thì em nên chuẩn bị một cái tâm thế nó khác, có nhiều năng lượng và vui vẻ hơn để đón nhận các cái thử thách từ mọi người. Một sản phẩm truyền hình là công sức của cả một tập thể. Để có được một bản tin hoàn chỉnh, đòi hỏi các thành viên phải làm việc thống nhất và ăn ý. Với các MC, bên cạnh việc phối hợp với tổ chức sản xuất và các biên tập viên, chính họ cũng sẽ phải phối hợp với nhau trong quá trình chuẩn bị và lên hình. Đây sẽ là thử thách mang tính quyết định xem họ đã học hỏi được những gì trong suốt một tháng qua và qua đó trở thành thước đo quan trọng giúp cho các thành viên trong ban giám khảo chọn ra những cái tên xuất sắc nhất. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Newsroom hôm nay. Như vậy là Olympic Paris 2024 đã bế mạc, khép lại hơn 2 tuần tranh đấu của thể thao thế giới. Nếu như lễ khai mạc được tổ chức dọc theo dòng sông Sen, thì lễ bế mạc lại được tổ chức tại sân vận động lớn nhất nước Pháp, công viên các hoàng tử. Cả hai chị em chắc là cũng sẽ biết là mình cần có những cái điểm nào mà phải cải thiện thêm. Nhưng mà mặc dù là cũng có một số cái lỗi như thế, nhưng mà thực sự là hôm nay là mình đã rất tận hưởng cái không khí ở trong trường quay đấy. Vâng, thưa quý vị, đối mặt với Fulham có vẻ như sẽ là cơ hội dễ dàng hơn để thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag có thể giành trọn vẹn 3 điểm của mình ở trong trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới. Và rõ ràng thì đây là một điều hết sức cần thiết khi ngoại hạng Anh đang ngày càng tới gần. Và hôm qua thì em kết thúc phần tập của mình vào lúc 2 giờ sáng, còn Diệp thì 3 giờ mới hoàn thành xong kịch bản của mình ạ. Chất lượng hơn số lượng, có lẽ đó chính là bài học tiếp theo mà huấn luyện viên Pep Guardiola muốn dành tặng cho người trợ lý cũ của mình. Ngoài các trận thắng của các đội dẫn đầu, ngoại hạng Anh vòng 1 cũng chứng kiến chiến thắng ấn tượng của Brighton trước Everton với tỷ số 3-0. Và nói chung là bọn em cũng đã phối hợp với nhau rất là ok la. Và nói chung là em rất là cảm ơn Linh Đắng đã support cho em, giúp em tự tin hơn rất là nhiều. Như quý vị có thể thấy thì không chỉ riêng Man United mà các câu lạc bộ khác cũng đang chi rất mạnh tay để củng cố cho hàng phòng ngự của mình trước thềm mùa giải mới. Sự tái hợp với huấn luyện viên Erik ten Hag, người đã từng huấn luyện Anh ở Ajax, có khả năng sẽ giúp The League thay đổi, phát huy tối đa tiềm năng của mình. Hoàn hảo thì nó chưa hoàn hảo, nhưng đối với bọn em thì sau những cái công sức, sau những cái nỗ lực và cố gắng thì em thấy là như vậy cũng đã khiến bọn em cảm thấy là hài lòng. Trong khi The Citizen đang đối mặt với những cáo buộc tài chính nghiêm trọng, thì người hàng xóm là Man United không giấu nổi sự hào hứng. Trong tháng 9 sắp tới đây, thì đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc gặp gỡ với hai đối thủ, đó là Thái Lan và Nga, tại giải giao hữu quốc tế LP Bank Cup 2024. Lúc tập thì hai chị em rất là tự nhiên và nhưng mà phần trình diễn của bọn em hôm nay thì em cảm thấy là tạm hài lòng và nếu có cơ hội thì chắc chắn là bọn em sẽ làm tốt hơn. Trong khi đó, ở cặp đôi còn lại, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe đã xuất sắc đánh bại đối thủ trên sân nhà. Và đây cũng sẽ là thông tin khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tất cả mọi người đều có đôi có cặp thì sẽ có một cái sự hỗ trợ nhất định nào đó cho nhau. Nhưng mà đến lượt em bốc thì vô hình chung em lại là một bạn lẻ ra cuối cùng. Nhưng mà sau khi mà được các anh chị cũng tham vấn, các anh chị cũng bảo là thế sẽ là một cái cơ hội để cho em thể hiện được nhiều hơn về cái khả năng của mình. Như vậy là hành trình của The Micro đã đi qua hơn một nửa chặng đường. Một tháng đào tạo đã trôi qua trong tiếng cười của niềm vui, của hạnh phúc. Và ở đó có cả những giọt nước mắt, mồ hôi của sự hy sinh. Họ đã cùng tranh tài,
cùng trải qua những thử thách, cùng học tập và đôi lúc là sống với nhau như một gia đình. 11 cá tính nhưng có chung một đam mê, một công việc với sứ mệnh rất cao cả. Đó là truyền cảm xúc cho hàng triệu khán giả yêu thể thao. Giờ là lúc ban giám khảo lựa chọn ra những cô gái không chỉ tài năng nhất mà còn phù hợp nhất với sứ mệnh ấy. Sau phần thử thách dẫn bản tin, 6 ứng viên The Micro đã được lựa chọn để bước vào thời gian thực tập 2 tháng tại truyền hình K+. Có những đôi dẫn mà cả hai cô gái đều được lựa chọn. Họ không nhất thiết phải loại người bạn dẫn của mình. Và đây là 6 cô gái sẽ gặp lại chúng ta trong những tập tới. 1. Khánh Hà nổi bật với chất giọng giàu năng lượng, đậm chất thể thao. 2. Yến Nhi thể hiện cá tính và khả năng dẫn dắt câu chuyện ở phần thi phóng sự. 3. Ngọc Diệp trưởng thành qua mỗi ngày nhờ sự chỉn chu và cẩn thận. 4. Cao Trang thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi đứng dưới ánh đèn. 5. Phương Linh tỏa nắng bằng sự vui tươi, duyên dáng. 6. Thùy Linh giàu tiềm năng và nội lực. 6 gương mặt này sẽ bước vào vòng thực tập kéo dài 2 tháng tại truyền hình K+. Tại đây, họ sẽ biết thế nào là công việc hàng ngày của một MC, biên tập viên thể thao. Trong khi họ tiếp tục quá trình học và làm, chúng ta sẽ cùng nhìn lại phần nào đó hành trình của The Micro qua các câu chuyện của top 6. Chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ muốn bỏ qua hành trình đến với cuộc thi và những góc cạnh cuộc đời chưa bao giờ được tiết lộ của các thí sinh. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần tới!